Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Tiếng Anh Miss Thùy, chương trình Tiếng Anh lớp 10. Trong video này chúng ta sẽ học bài review 1. Đây là bài review unit số 1, số 2, số 3 để cho các bạn chuẩn bị ôn thi giữa học kỳ 1. Trong video này chúng ta sẽ làm dạng bài tập tiếp theo, đó là dạng bài tập chia dạng đúng của từ trong ngoặc ha. Correct form of words, chia dạng đúng của từ. Vậy thì để chia dạng đúng của từ có nghĩa là chúng ta sẽ đưa cái từ ở trong ngoặc đơn nào hoặc là cái từ in đậm tùy theo cái đề nhé, về đúng dạng của nó, đó là danh từ, động từ, tính từ hoặc là trạng từ ha. Vậy thì để làm được cái dạng bài tập này, chúng ta sẽ có hai cái đơn vị ngữ pháp chúng ta cần nhớ. Cái thứ nhất, chúng ta phải biết là cái vị trí chỗ đó chúng ta cần dùng cái loại từ gì ha, và cái thứ hai là chúng ta sẽ biến cái từ mà ở trong những ngoặc đơn về đúng cái loại từ mà mình cần. Vậy thì cái đầu tiên chúng ta sẽ dùng ngữ pháp để học thuộc, cái thứ hai chúng ta phải áp dụng từ vựng. Vậy thì bài này nó là bài trộn lẫn mix giữa cái phần giữa từ vựng và ngữ pháp luôn, vì thế các bạn cần phải cố gắng học từ vựng nhiều vào nhé. Từ vựng nhiều vào thì các bạn mới làm bài này được nha. Vậy thì trước hết mình sẽ cung cấp cái đơn vị lý thuyết ngữ pháp cho các bạn nè. Các bạn nhớ nè, trong tiếng Anh chúng ta sẽ có là danh từ, động từ, tính từ và ADV là trạng từ. Vậy thì chúng ta sẽ có công thức thứ nhất nè, động từ thường thì sẽ đi với trạng từ. Đấy, động từ to be thì sẽ đi với tính từ. Sau một cái tính từ, chúng ta sẽ đi với một danh từ, thì tính từ này nó sẽ bổ nghĩa cho cái danh từ đó ha. Trong câu có to be, có tính từ rồi. Vậy thì ở giữa cái be và tính từ này chúng ta sẽ cần một trạng từ. Trạng từ này sẽ bổ nghĩa cho cái tính từ này ha. Trong câu có mạo từ in, the hoặc một số các cái tính từ sở hữu my, her, his, our của anh, họ chính là their và của nó chính là its. Đối với những cái tính từ sở hữu này thì sau nó chúng ta sẽ đi với danh từ. Nếu như chỗ này có hai chỗ trống thì trước danh này nó có thể có tính rồi sau đó mới cộng danh. Nhưng mà nếu chỉ có một chỗ trống thì bắt buộc phải đi với gì? Danh từ. Vậy các bạn lưu ý những cái công thức mà Miss đưa nó vào trong dấu ngoặc đơn, nhắc lại một lần nữa ha. Những cái nội dung nào Miss đưa nó dấu ngoặc đơn trong dấu ngoặc đơn, nghĩa là sẽ có lúc không. Nó không phải là công thức cố định ha. Thì mình sẽ coi cái trường hợp mình lọc ra. Còn những cái thằng mà nó ở ngoài như thế này thì nó là công thức cố định. Được chưa? Rồi thì đó là cái vị trí cần để cái mình xác định cái loại từ ha. Vậy thì mình sẽ dựa vào những cái ngữ pháp như thế này để mình xem thử những cái chỗ trống này chúng ta cần cái loại từ gì, được chưa? Cái loại từ gì thì lúc đó chúng ta sẽ biết là à, cái chỗ đó mình cần đưa nó về cái từ gì ha. Tiếp theo một cái nữa là các bạn sẽ nhớ nè, ví dụ như danh từ thì những cái từ sẽ có cái đuôi nè, t-o-n nè, s-c-o-n nè, đấy. Ví dụ như thế, trong trường hợp mình quay mắt mình không biết cái từ vựng đó là từ như thế nào, cái dạng của nó, thì mình sẽ thử đưa nó về một trong số những cái dạng này, cái nào thấy quen thì mình sẽ lấy thôi ha, kiểu vậy. Đó là trường hợp cuối cùng rồi, các bạn không biết từ vựng rồi thì các bạn sẽ làm một trong số những trường hợp đó. May mắn thì nó đúng nhé, còn lại thì phải cố gắng học từ vựng thật là nhiều vào. Tính từ là đuôi như thế này nè. Vân vân ha, cái phần danh từ ra ngoài ra nó còn sẽ có, ví dụ danh từ chỉ người nó sẽ có cái đuôi or đấy, hoặc là est thì nó sẽ có như thế, danh từ chỉ người nhé. Còn adv trạng từ, trạng từ thì giống như cái tính từ ở trên đây, các bạn thêm chữ gì vô thôi, chữ ly vô thôi thì nó sẽ là trạng từ ha. Chúng ta đến với câu đầu tiên nè. Trẻ con thì nó phụ thuộc vào bố mẹ của chúng để mà cung cấp cái gì đó và sự an toàn ha, security, sự bảo đảm. Vậy thì các bạn sẽ thấy nè, có từ and, and ở đây đúng không? Sau and nó đang là danh từ. Sau and nó là danh từ. Vậy thì trước and nó cũng phải là một cái dạng tương đương. Vậy thì sau and nó là danh từ, vậy trước and nó cũng phải là danh từ ha. Vậy thì vị trí chỗ trống này chúng ta cần một danh từ. Vậy thì chúng ta sẽ đưa cái từ safe ở trong dấu ngoặc đơn này về đúng dạng danh từ của nó. Chúng ta có safe, nó đang là adjective, tính từ ha. Vậy thì an toàn đúng không? Từ safe nó là an toàn. Vậy thì tính từ của từ an toàn là safe. Vậy thì chúng ta sẽ suy ra được danh từ của nó chính là safety. Chúng ta thêm chữ T dài vào safety, danh từ sự an toàn. Nào. Trẻ con thì gì? Phụ thuộc vào bố mẹ để có cái cảm giác an toàn và sự bảo đảm. Kiểu vậy. Ha. Sense of là cảm giác về vấn đề gì đó.
Kiểu thế hả? Vậy thì câu số 1 chúng ta trước hết là biết được là chỗ này là danh từ, sau đó mình sẽ đưa cái từ trong hoạt đơn về đúng cái loại danh từ của nó. Vậy thì muốn biết cái từ safety nó là danh từ của từ safe thì bắt buộc các bạn phải học thuộc từ vựng thôi ha, học cái họ từ vựng nha. Chúng ta qua câu số 2. Act, chúng ta sẽ thấy nè, act nó là động từ đúng không? Vậy thì các bạn giống với công thức ở dưới nè, động từ nó sẽ đi với trạng từ ADV, động từ sẽ đi với trạng từ. Vậy thì chỗ này chúng ta sẽ cần ADV, trạng từ. Vậy thì mình sẽ đưa cái từ trong hoạt đơn này về trạng từ của nó. Các bạn thấy là doable, responsible, đây là tính từ. Đúng không? Tính từ có trách nhiệm. Vậy thì tính từ này muốn thành trạng từ các bạn chỉ cần thêm chữ gì? Chữ ly. Tuy nhiên với những cái từ nó có chữ e ở cuối thì các bạn muốn thành trạng từ các bạn phải bỏ chữ e đi rồi các bạn thêm chữ chữ ly vào nhá. Responsibly, trạng từ có trách nhiệm ha. Tất cả các thành viên trong gia đình thì nên hành động một cách có trách nhiệm để mà duy trì được cái cuộc sống gia đình hạnh phúc. Mình có động từ maintain, duy trì ha. Đến với câu số 3. Trong câu số 3 này các bạn sẽ thấy nè, coi thử cái chỗ vị trí trống này chúng ta cần gì. Vậy muốn biết nó cần gì thì chúng ta sẽ coi cái đoạn đầu tiên nè. On the top. Cái tiêu chuẩn ha, tiêu chuẩn hàng đầu để có cái gia đình, value, giá trị ha. Tiêu chuẩn hàng đầu để có được một cái giá trị, để đánh giá giá trị của một gia đình, đó chính là being truthful. Truthful có nghĩa là thành thật nè. Honest, chân thành. Và cái gì đó người lớn tuổi. Vậy các bạn sẽ thấy nè, đây, mình sẽ có chữ and. Vậy coi thử trước and nó là loại từ gì thì sau and nó cũng chính là loại từ đó. Vậy các bạn thấy nè, động từ to be are bắt đầu liệt kê ra là being. Và being chỗ này nó đang đóng vai trò là verb in. Đúng không? Giá trị của một gia đình là being cái gì đó và cái gì đó. Vậy trước and nó là động từ mà ở dạng thêm in, being. Vậy thì sau and chỗ này các bạn cũng sẽ cần một cái verb thêm in. Vậy thì respect nó đang là verb thì các bạn chỉ cần biến nó thành respect thêm chữ in vào sẽ là respect, tôn trọng ha. Đỉnh điểm của một gia đình được xem là gì? Được coi là phải gì? Phải thành thật và chân thành và phải tôn trọng người lớn tuổi. Chúng ta đến với câu số 4. Chúng ta câu số 4 chúng ta sẽ thấy là want to be là động từ to be đúng không? Vậy sau be chúng ta sẽ đi với tính từ thôi. Vậy thì chúng ta sẽ đưa cái từ relaxed trở thành tính từ ha. Vậy các bạn nhớ nè. Relaxed nó đang là động từ thư giãn. Vậy thì bây giờ mình biến nó thành tính từ. My sister, chị gái của tôi muốn cái gì đó ha. Chị gái của tôi muốn thư giãn ở nhà bởi vì bây giờ chị ấy ở nhà nhiều rồi. Ha. Vậy thì tính từ của từ relax chúng ta sẽ đưa thành relax, tính từ thư giãn, ai đó cảm thấy thư giãn ha, cảm thấy như thế nào thì tính từ cái đuôi nó sẽ là ed, còn tạo cái cảm giác cho ai đó ha thì chúng ta sẽ có là relaxing, cũng là tính từ luôn nhưng mà là tạo cảm giác thư giãn. Ví dụ như cái bài nhạc đó nó rất là thư giãn thì chúng ta sẽ dùng relaxing, nhưng mà cô ấy cảm thấy thư giãn, anh ấy cảm thấy thư giãn thì chúng ta sẽ dùng relax ha. Vì thế cái vị trí trống này chúng ta sẽ đi với relaxed ed vào ha. Chúng ta đến với câu số 5. Câu số 5 các bạn sẽ thấy nè, bạn đã từng giúp đỡ bố mẹ của bạn làm cái gì đó và những cái công việc nhà khác chưa? Household chores, công việc nhà ha. Vậy thì chúng ta sẽ thấy the sau the đây under chúng ta sẽ đi với danh từ. Vậy chỗ này chúng ta cần danh từ cook. Cook là động từ nấu ăn. Vậy chúng ta sẽ có đưa nó về gì? Danh từ. Các bạn nhớ chúng ta sẽ có một cái cụm từ cố định cho cái việc nấu ăn, ngoài cái từ cook chúng ta sẽ có cụm từ là do the cooking ha. Vậy thì trong trường hợp này chúng ta sẽ đưa cái từ cook thành từ cooking. Cái này các bạn có thể học thuộc hay nó có thể thuộc về từ vựng nè. Cook đồng nghĩa với do the cooking thì lần sau mình gặp thì mình chỉ cần biết là cook sẽ đi với do the cooking thì thiếu chữ cooking các bạn thả nó vô thôi ha. Đến với câu số 6. Câu số 6 các bạn thấy nè. Early to bed and early to rise. Make a man healthy,
phải cái gì gì đó, and wise. Giờ các bạn sẽ thêm nè, chúng ta sẽ có từ and, đúng không? Vậy thì coi thử trước and nó là gì, thì sau and nó cũng tương tự như vậy. Vậy trước and nó sẽ có từ healthy, healthy. Và healthy nó đang là ADG, tính từ khỏe mạnh. Vậy thì chúng ta cũng sẽ đưa cái từ wealth về chỗ đây với vai trò là tính từ ha, wealth là giàu có đúng không? Vậy thì tính từ của wealth nó cũng tương tự với tính từ của health, nó chính là wealthy, tính từ giàu có ha. Câu số 7, in addition to, ngoài cái việc gì đó, ngoài ra hoặc là ngoài cái việc gì đó. Chúng ta sẽ thêm nè, really gì gì đó in life ha. Really gì đó in life. Vậy ngoài cái vấn đề, ngoài những cái môn học về trường học ha, ngoài các cái môn ở trường học thì trẻ con cũng nên học các cái môn nghệ thuật liên quan đến con người để mà có thể thực sự thành công trong cuộc sống ha. To gì gì đó trong cuộc sống. Vậy thì các bạn sẽ thấy nè, sao to really ha. Bình thường thì cứ sao to chúng ta sẽ đi với verb, đúng không? Động từ để trở nên như thế nào đó trong cuộc sống. Thậm chí chỗ này nó có really trạng từ để bổ nghĩa rồi. Vậy thì chúng ta sẽ có success, danh từ thành công. Tìm cách đưa success thành động từ. Vậy thì động từ của chữ thành công chúng ta sẽ có là sorry, succeed. Đấy. Động từ thành công. Ha. Vậy các bạn nhớ này, success là danh, succeed là động. Vậy có một cái từ nó là tính, chính là sorry, successful. Nó là tính. Và muốn thành trạng từ các bạn chỉ cần thêm ly vô và trở thành là successful, thêm chữ ly vô là successful vậy, trạng từ. Ok. Chúng ta đã với câu số 8. Để mà có thể hát khỏe hơn thì anh ta cần phải tập trung vào cái gì đó của mỗi cái chú ý khi mà anh ta hát. Vậy thì các bạn sẽ thấy the ha. Chúng ta sẽ có the sau under, lặp lại ngữ pháp ha, lặp lại ngữ pháp sau under đến này ha, thì chúng ta sẽ đi với danh từ ha. Vậy thì chúng ta sẽ đưa cái từ trong hoặc đơn này về danh từ. Strengthen nó đang là động từ, làm cho cái gì đó mạnh hơn ha. Vậy thì động từ này chúng ta sẽ biến nó thành danh từ, đó chính là từ strength. Từ sức mạnh. Và các bạn nhớ cái từ này nó là danh từ của từ gì? Từ strong là tính từ mạnh mẽ, mạnh ha. Vậy thì strong là tính, strength là danh và strengthen nó là động từ ha. Mình có cụm từ focus on nè, tập trung vào. Câu số 9. Câu số 9 các bạn xem thử. Trong câu số 9 chúng ta sẽ có động từ to be nè, ha. Đã được chứng minh rằng proven, proven chứng minh. Đã được chứng minh rằng âm nhạc nó có thể gì, có nhiều lợi ích cho những cái người mà đang học bài, là một số bạn có thể là bạn đang mở nhạc không lời lúc bạn học bài mà rất là tập trung ấy ha, thì nó sẽ có từ benefit. Và benefit chỗ này chúng ta đang có động từ hoặc là danh từ luôn, có nghĩa là gì? Có lợi ích, có lợi. Vậy thì chỗ này mình có to be, vậy sau to be mình sẽ đi với tính từ. Vậy đưa cái danh từ benefit thành tính từ, chúng ta sẽ có từ beneficial, tính từ. Beneficial, tính từ. Ha. Chúng ta đến với câu số 10. Feel, feel. Feel nó là động từ, tuy nhiên nó là động từ chỉ cảm giác, được chưa? Vậy thì sau feel, người ta sẽ đi với tính từ. Nó là một trường hợp đặc biệt nhé. Sau feel không đi với trạng mà sẽ đi với tính từ. Vậy chúng ta sẽ đưa cái động từ ở phía sau này về tính từ. Appreciate là coi trọng, tán thưởng coi trọng. Vậy thì động từ này chúng ta đưa về tính từ, nó chỉ cần thêm ed vào thôi. Mà có e rồi chúng ta chỉ cần thêm g thôi ha. Appreciated, tính từ, tán thưởng. Được tán thưởng. Participant, những người chơi hoặc là những người tham gia đó, thì người ta cảm thấy được tán thưởng khi mà họ nghe được audience là khán giả vỗ tay cho họ, cheer for them, cổ vũ cho họ, vỗ tay cho họ ha, cổ vũ. Như vậy thì đây là dạng bài thứ hai.
là dạng bài chia động, chia từ, đưa từ về đúng dạng từ của nó, về đúng danh động tính trạng. Vậy tóm lại muốn làm được bài tập này thì các bạn sẽ có hai việc cần làm nè. Việc thứ nhất, các bạn sẽ thuộc được cái đơn vị lý thuyết này, có nghĩa là các bạn phải biết được cái công thức này thì các bạn mới biết được là cái chỗ trống đó mình cần cái loại từ gì. Và sau khi mình biết nó là loại từ gì rồi thì mình sẽ đưa cái từ ở trong dấu ngoặc đơn này về đúng cái loại từ mà mình cần ha. Và muốn đưa về đúng thì bắt buộc mình phải học từ vựng nha. Khi học từ vựng thì phải học họ từ vựng, khi học một từ vựng phải học cả danh từ, động từ, tính từ, trạng từ của nó ha. Kết hợp với cái phần lý thuyết này nữa thì các bạn sẽ làm rất là tốt bài này nha. Như vậy là cái phần bài tập dạng tiếp theo đó là đưa từ về đúng dạng của nó. Các bạn coi bài, học thuộc lý thuyết và làm bài nhé. Mình xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau. Bye!